Tuấn, Tuấn ơi. Này, sao mày tới trễ thế? Có mang xe của tao không? Mày thông cảm cho tao nhá. Xe của mày vẫn chưa xong thủ tục, cho nên tao đến để xin lỗi mày. Trời ơi, giờ vẫn chưa xong thủ tục, lỡ hết bao việc của tao rồi. Mày đã cam kết là phải giao đúng ngày đúng giờ cơ mà. Tại bên thủ tục ấy làm việc bị lỗi, chứ tao không muốn thế đâu. Với lại, mày với tao là bạn bè mà, mày đừng gắt quá như thế. Thông cảm cho tao nhá. Thế thì chừng nào có xe? Khoảng 3 ngày, 3 ngày nữa thôi. Tao hứa với mày nhá, 3 ngày nữa mày sẽ có xe để vi vu trên phố. 3 ngày? 3 ngày là lỡ hết bao nhiêu việc của tao rồi. Tao có muốn thế đâu, tại bên công ty đấy chứ. Bạn bè với nhau, mày thông cảm cho tao đi. Sắp họp lớp rồi, tao không muốn anh em bạn bè mày lại khó nhìn mặt nhau đâu. Mà này, lần này họp lớp ở quê mày có về không đấy? Mày nhớ là phải đúng 3 ngày nữa, giao xe cho tao đấy. Mà cái họp lớp ấy, tao cũng báo với mày rồi còn gì nữa. Tao bảo là tao bận, tao không đi được. Chết, tao quên mất, tao xin lỗi nhá. Bây giờ tao có việc gấp, gặp mày sau. Đi thông thả nhá. Đúng là thằng ngu mà. Mày không về quê chơi ấy, tao mượn xe mày về quê vài ngày, đi cho nó oách. Tội gì. Mày, xe đúng đẹp thật đấy. Mang tiếng lên phố làm việc vài năm, bây giờ về quê thì phải có xe đi cho nó oách chứ nhỉ. Ra được ta. Xe lại hỏng à. Ê, có chết dở không như đang gấp chuyện. Quanh đây thì kiếm đâu ra chỗ sửa xe ta. Đen thế nhỉ. Thoại sóng đi. Ê, cô giúp tôi với. Giúp tôi với. Gì đây? Chặn đường sao nhở? Linh. Linh à? Anh đây. Anh Tuấn đây. Hóa ra là người yêu cũ à? Tưởng ai. Đúng là cuộc đời đau khổ triền miên. Đi đâu cũng gặp thằng điên thế này. Này, mình ấy, tuy không còn tình nhưng còn cái nghĩa. Hôm nay anh về quê, tự nhiên xe nó hỏng giữa đường, em giúp anh nhá. Cái gì? Không rảnh. Xe của anh hỏng ấy, mắc mớ gì đến tôi mà nhờ tôi giúp. Nhưng mà ở đây cũng không có quán sửa xe, điện thoại thì anh không có sóng. Hay là em đưa anh vào làng, anh gọi thợ ra sửa được không? Anh nghĩ cái gì đấy? Anh nghĩ là tôi sẽ giúp anh á. Mơ đi nhá. Dù gì thì mình cũng là người yêu cũ của nhau. Ngày xưa ấy, anh cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Bây giờ anh chỉ nhớ em một việc rất nhỏ thôi, là em vào làng, em gọi thợ sửa xe giúp anh được không? Này, để tôi nói cho anh biết nhá. Đối với tôi ấy, cái gì đã cũ rồi thì vứt đi nhá. Kể cả anh cũng thế thôi. Mà tôi tưởng là anh lên thành phố có tiền lắm cơ mà. Ai về quê cũng đi xe ô tô đẹp về. Còn anh kìa, con xe ghẻ cũng phải đi. Em đã không giúp thì thôi, không cần phải móc mỉa với cả khịa đâu. Ô, thế hóa ra là cũng biết nhục à? Cảm ơn trời đất vì đã cho con bỏ được cái thằng cha này. Nếu không ấy, bây giờ ấy, cái người ngồi đằng sau hắn phải khóc là con ấy. Cô cháu cái gì? Tôi biến đi, mất chỉ dàn. Năm xưa đúng là tôi mù mắt khi yêu cô mà. Chết dở giờ. Này anh ơi, xe của anh làm sao đấy? Tôi cũng chả biết nữa, tự nhiên nó dừng mà ga không ga được cơ. Chắc là đứt cái dây ga sao ấy. Tuấn, về quê đấy à? Gớm, sao bảo năm nay bận không về họp lớp được cơ mà. Ôi dồi. Sao bây giờ lại ở đây? Tính tạo bất ngờ đấy à? Tưởng ai, hóa ra là bà Dương. Tôi ấy, hôm nay là cũng về quê vì có tí việc. Công ty bận lắm, có về được đâu. Tiếc thế nhở? Mấy bạn trong lớp ý, cứ mong gặp cậu mãi đấy. Mà xe hỏng sao? Để tớ sửa cho.
thì đấy, cũng chả biết như nào, tự nhiên không ga được thì chắc là đứt dây ga thế sao ấy. Coi nào. Cậu biết sửa xe à? Ơ, sao ngạc nhiên thế nhở? Bố tớ là sợ sửa xe đấy. Tớ cũng học được chút tay nghề. Ê, có cần tớ giúp gì không? Thế không cần đâu, đợi chút. Giỏi phết. Để tớ kiểm tra nào. Ờ, thế thì nhờ cậu nhá. Xe bị đứt dây ga rồi, xe cũ quá. Đợi chút, tớ sửa tí là xong mà. Của ai mà đẹp thế nhở? Hay là xe của tên nhà giàu lúc nãy? À, đau chân quá. Anh giúp tôi với. Cô gì ơi? Anh giúp tôi với. Em bị làm sao đấy? Anh xem hộ em, hình như là em bị chập chân hay sao ấy. Đau quá. Chết rồi, chân em sưng to quá. Thế này phải đi khám thôi. Lên xe đi, anh đưa em đi nhá. Xe này ạ? Sao anh còn trẻ như vậy mà đã có xe ô tô xịn như này rồi? Ngưỡng mộ thật đấy ạ. Thì lên thành phố làm việc vài năm về, khi về làng cũng phải có ô tô đi cho nó oách chứ, đúng không? Anh tên là Toàn, lên xe đi. Dạ vâng. Dương, cậu đi đâu đấy? Tớ xách đồ cho. Thôi, tớ tự cầm được rồi. Từ đây, gái xinh như cậu ấy xứng đáng được hưởng những đặc quyền từ tớ cơ mà. Mà cậu có bỏ chân không? Lên xe tớ đi, xe mới mua, lướt êm lắm đấy. Ây chà chà, cậu mới lên thành phố làm mấy năm mà đã có xe mới rồi. Đúng là nể cậu thật đấy. Lần này cậu về họp lớp đấy à? Xe tớ mới mua. Nhưng mà cái xe này ấy, chỉ là một trong vài chiếc mà tớ có thôi. Khổ nỗi. Xe thì có rồi, nhưng mà người yêu thì chưa. Này, hay là cậu làm người yêu tớ nhá. Cậu đùa tớ đấy à? Tớ làm sao mà làm người yêu của cậu được? Tớ với cậu là bạn bè mà. Tớ nói thật đấy. Dù sao thì tớ làm việc lương bổng cũng khá cao. Nếu bây giờ cậu mà yêu tớ ấy, tớ sẽ chu cấp cho cậu thoải mái luôn. Không phải làm cái việc bẩn thỉu này nữa. Nhưng mà tớ không thấy bẩn. Cậu cũng đừng nói như thế chứ. Cậu coi thường việc trồng trọt chăn nuôi cũng là coi thường công việc của bố mẹ cậu đấy. Thôi đi, cậu nhìn xem, người ta lên thành phố làm việc về, có ai quay lại làm ruộng nữa không? Tất nhiên là không rồi. Thời buổi bây giờ phải thông thoáng cái tư tưởng lên chứ. Phải làm nhiều tiền như tớ đây này mới có người nể. Cậu nói thế làm tớ thấy buồn đấy. Tiền đâu phải là tất cả đâu, có những thứ còn quan trọng hơn tiền mà. Với cả có nhiều người thành công cũng từ làng mà ra đấy thôi. Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Tôi về quê họp lớp thấy cậu cũng xinh xắn nên mới ngỏ lời, không đồng ý thì thôi. Sĩ diện. Cậu nói thế thì tớ không còn lời nào để nói với cậu nữa đâu. Tớ không thể là người yêu của cậu được. Khiếp, thế là tôi trả. Sao của tôi? Mất thời gian quá đấy, đã nghèo mà sĩ diện. Đúng là loại người vô lý mà. Tát hết cả rau của tôi rồi. Này, cô làm cái gì thế Linh? Giữa ban ngày ban mặt mà cô dám tán tỉnh bạn trai tôi à? Hả? Tôi cứ tưởng là cái loại con gái như cô ấy chỉ có ở trên phim thôi. Hóa ra là cũng có ở ngoài đời thật à? Bạn trai, ý cô nói là Toàn ấy à? Cô hiểu lầm rồi. Tôi với Toàn là bạn bè với nhau thôi. Chúng tôi chỉ vừa nói vài câu chuyện thôi mà. Bạn bè á? Bạn bè á? Rau của tôi. Cô làm cái gì đấy? Làm cái gì á? Bạn bè kiểu gì mà như thế? May là người yêu tôi tử tế nhá. Nếu không thì đã bị cô dụ dỗ rồi. Cái thứ con gái kiểu gì mà mới tí tuổi đầu đã biết đi quyến rũ mồi chài đàn ông rồi à?
Này, nói có sách, mách có chứng. Đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. Cô đừng có hoang tưởng như thế nữa đi. Tôi bận, tôi không rảnh để hầu chuyện cô đâu. Con danh này, mày làm cái gì đấy? Cô... Làm sao? Tao ấy là tao thay bố mẹ mày dạy dỗ lại mày đấy. Cái thứ con gái mất nết, hư thân, sổng ra cái là đi tán trai được. Tao nói cho mày biết nhá, lần sau mà mày còn như thế, tao cào nát mặt mày ra đấy. Nghe rõ chưa? Dương, sao thế? Không có gì. Sao thế này? Không sao. Sao má của Dương đỏ hết thế này? Ai làm gì Dương à? Là bạn gái của Toàn. Sáng nay tớ đứng nói chuyện với Toàn, chắc là cô ấy hiểu lầm, ghen lên nên đánh tớ. Thế cậu đã nói chuyện với Toàn chưa? Sáng nay Toàn tỏ tình với tớ, nhưng tớ từ chối. Chắc là cuộc họp lớp lớn lần này tớ sẽ không đi nữa đâu. Không được. Cậu đi đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu. Cậu nói có thật không? Nhưng mà cậu bận cơ mà. Bận, việc có thể làm sau. Nhưng mà ấy, đòi lại công bằng cho người tớ yêu ấy thì phải làm. Cậu nói sao cơ? Thật ra đấy là nỗi niềm thầm kín của tớ thôi. Chắc là giờ cậu sẽ hiểu mà. Cảm ơn cậu. Sao? Lại chuyện xe cậu à? Tao đã bảo là chưa xong giấy tờ cơ mà. Khi nào xong ấy, tao giao xe cho mày. Mày cứ yên tâm đi. À mà này, chuyện đi họp lớp ấy, mày không về thật à? Bạn bè nhắc mày nhiều lắm đấy. Tao bận rồi, để lần họp lớp sau ấy, tao tham gia nhá. Thế thì thôi vậy. Mà thôi, tao đi có việc đã nhá. Đúng là trời thương. Mày không về thì càng tốt cho tao chứ sao. Tao phải mượn xe mày đi họp lớp cho nó oai. Bạn bè lác mắt sợ. Anh Toàn. Ơi. Anh Toàn, anh thấy em hôm nay mặc như này có xinh không? Xinh, quá xinh luôn. Em phải mặc như này mới đủ tư cách để đi học lớp với anh chứ. Anh cứ trêu em. À mà anh Toàn này, cái việc mà anh bảo anh xin việc cho em ở chỗ làm anh ấy thế nào rồi ạ? À, cái việc đó đơn giản. Em có biết công ty FVM không? Công ty đấy là một công ty rất lớn, mà bạn thân anh ấy làm chủ tịch ở đấy. Thành ra là anh sẽ xin việc cho em vào đấy một cách dễ dàng. Thật vậy à? Vậy thì em cảm ơn anh nhá. Nhưng mà em chỉ thích công việc ngồi mát ăn mát vàng thôi đấy. Có được không ạ? À được. Thôi thì em lên xe đi. Mình đến buổi hẹn không bị muộn mất. Dạ vâng. Này, thái độ gì đấy? Hôm nay họp lớp mà muốn gây sự với tôi à? Ai gây sự với cậu? Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá. Mà tôi đứng ở đây ảnh hưởng gì đến cậu mà cậu bóp còi inh ỏi lên như thế? Tôi thích thế đấy. Không có xe ô tô nên là tức cả. Yêu cầu cậu dắt xe chỗ khác. Đây là bãi đỗ xe chung, ai đến trước thì được đậu trước. Cậu đừng có mà vô lý như thế. Cậu... Anh Toàn. Anh làm gì mà cứ dề dà mãi với cô ta vậy? Còn cô nữa, không biết đường để xe ra chỗ khác đi. Không thấy xấu hổ vô duyên à? Này cô gái, cô ăn nói cho cẩn thận. Hai người ở đâu ra mẹ bắt tôi dắt xe ra chỗ khác? Đây là bãi đỗ xe chung, ai đến trước thì người ấy được đậu trước. Nể Toàn là bạn học của tôi nên tôi không chấp nhận với cô. Này, cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không? Anh Toàn ấy là giám đốc của một showroom, còn tôi sắp trở thành nhân viên của một công ty lớn rồi đấy. Thì sao chứ? Thì sao á? Thì cô không đủ đẳng cấp để nói chuyện với chúng tôi chứ còn gì nữa. Còn không mau bê xe ra chỗ khác,
không biết đường xấu hổ à? Hai người làm tôi ngạc nhiên quá đấy. Các cụ nói cấm có sai mà, nồi nào thì úp vung đấy. Hôm nay là ngày họp lớp, cậu nhất định phải tranh cãi với tôi sao? Im! Là mây tầng nào gặp mây tầng nấy mới đúng. Cái loại nhà quê, chân chưa rũ hết bùn như cô ấy mà đòi lên mặt dạy đời người khác à? Đúng là buồn cười đấy. Thôi, sốt ruột quá. Bây giờ như này nhá, cô mau dắt xe đi khỏi đây. Mỗi thế thôi, không nói nhiều nữa. Cậu vô lý nó vừa phải thôi. Tôi đỗ xe ở đây, tôi còn đợi bạn khác nữa. Mà xe của cậu là ô tô ấy, thì cậu đỗ dịch ra đằng kia một tí. Tí nữa có xe đi lại, còn đỡ vướng đường. Ồ, từ bao giờ mà ô tô phải nhường xe máy đấy hả? Tôi thích đậu ở đây đấy, để đi ra đi vào nhà hàng cho nó gần, được không? Còn cô ấy, mau dắt xe của đây, không tôi đập đấy. Cậu dám? Thằng Toàn này chưa gì là không dám cả. Dắt đi, cho 3 giây. Rồi cậu sẽ phải hối hận đấy. Hối hận á? Anh xem như nào. Đập xe nó đi còn gì nữa. Thách tội à? Thách này, tội à? Cậu làm cái gì thế? Bỏ ra. Này, cô lại có trò gì đấy à? Sức hết xe tôi rồi này. Nhưng là cô và cậu đẩy tôi vào cơ mà. Tôi không cần biết nhá, chính mắt tôi nhìn thấy cô phá xe tôi. Bây giờ sao? Cô mau đền tiền đi. Nếu mà cô không đền ấy, tôi gọi công an đến đây kiện cô với cái tội phá hoại tài sản đấy. Mau gọi đi anh, gọi đi. Cô ta làm gì có tiền đâu. Tôi xin lỗi. Cậu đừng gọi. Hôm nay là ngày họp lớp. Họp cái gì hả? Bây giờ ấy, xước xe người ta thì phải đền tiền trước. Xe tiền tỷ đấy. Họp cái gì? Nếu mà cô không đền tiền ý, thì tôi sẽ đến tận nhà cô đòi bố mẹ cô đấy. Hai người. Được rồi, tôi sẽ đền. Nhưng hết bao nhiêu? Được. Nè, tính bạn bè, tôi lấy rẻ thôi. 30 triệu. Cái gì? Tận 30 triệu liền? Tại sao lại nhiều tiền thế? Rõ ràng thế rồi còn gì nữa. Cái xe này mấy tỷ của người ta, đền 30 triệu là quá bình thường. Đúng là cái đồ. Này, tôi là một người kinh doanh, cô không bao giờ làm khó bạn bè đâu. Cô hiểu chứ? Mau đền đi. Nhanh lên. Có bao nhiêu ấy, cứ đưa trước đi. Rồi vào kia viết giấy nợ sau. Biết điều thế từ đầu có phải là tốt không? Cũng được đấy. Ok, bây giờ vào trong kia viết giấy nợ cho tôi, hiểu chưa? Còn cái xe này mau dắt đi. Cậu không cần phải đi đâu. Đây là xe của tớ. Tuấn, sao cậu lại ở đây? Tôi về đây thì mới biết được âm mưu xấu xa của cậu chứ. Này anh Tuấn, anh có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Đây là anh Toàn, giám đốc của showroom nổi tiếng trên thành phố đấy. Anh ấy quen biết rất là nhiều người giàu có. Còn cô ta ấy chỉ là một con nhà quê, vừa làm sức xe của anh ấy đấy. Linh, đủ rồi đấy. Đây là Tuấn, bạn thân của anh. Bạn thân á? Thế thì anh không biết rồi. Anh ta ấy chính là người yêu cũ của em. Chắc là anh ta ghen tị với em nên hôm nay cố tình đến đây để phá đấy. Đúng là không mời mà đến mà. Cô mới là người duy nhất ở đây không mời mà đến. Im đi. Anh nhìn lại cái bộ dạng của mình xem, có được như người yêu tôi không? Người yêu tôi ấy, anh ấy còn xin việc cho tôi vào làm ở công ty SVM đấy. Toàn giỏi thế cơ à? Thế có khi phải khen thưởng Tuyên Dương ấy nhỉ? Tuấn à, nghe tớ nói đã. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nói dối nào của cậu nữa. Trả lại đây. Trả cái gì anh Toàn? Anh Toàn, đây là xe của anh mà, sao anh lại phải trả nó? Ai bảo cô đây là xe của cậu ta? Xe này ấy là tôi mua đấy. Toàn thực chất ấy chỉ là nhân viên bán xe thôi. Cô tránh ra đi. Đây là Tuấn, chủ tịch công ty SVM đấy. Chủ tịch ạ? Phải. Cậu ta lấy trộm xe của tôi để đi về họp lớp cho oai. Chuyện này ấy, tôi sẽ báo cáo với giám đốc của cậu. Tuấn ơi, tớ xin lỗi cậu. Mong cậu đừng báo cáo tớ được không? Nếu không thì tớ mất việc mất. Trước hết, cậu phải trả lại tiền cho cô ấy và xin lỗi cô ấy đi. Được. Tôi xin lỗi.
tớ không sao. Nhưng vết xước xe thì... Cậu cứ yên tâm, vết xước xe này Toàn sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuấn ơi, tớ thành thật xin lỗi cậu. Chỉ vì một phút bốc đồng mà tớ gây ra chuyện như thế này. Nhưng mong cậu đừng báo cáo với giám đốc của tớ. Nếu không thì tớ ra đường ở mất. Có gan làm ấy thì phải có gan chịu chứ. Rõ ràng là cậu đẩy Dương vào xe, bây giờ làm xước xe, xong còn đổ tội cho cô ấy. Cậu có thấy hèn không? Tớ biết là tớ sai rồi. Dương nói giúp tớ với. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè mà. Hôm nay có đi họp lớp nữa. Với tớ, từ bạn bè rất là thiêng liêng. Là bạn bè với nhau thì cùng nhau cố gắng, cùng nhau giúp đỡ. Chứ không phải là thấy người khác kém mình thì lôi ra để sỉ nhục như thế đâu. Anh Tuấn, dù sao chúng ta cũng đã từng là người yêu. Anh bỏ qua cho em được không ạ? À, hay là bọn mình quay lại với nhau anh nhá? Hả? Này, cô đang nghĩ cái gì đấy? Tại sao cô có thể trơ trẽn như vậy được? Đúng là lưu manh giả danh tri thức, khốn nạn giả dạng dễ thương. Cái loại cô ấy không bao giờ tôi chấp nhận. Anh Tuấn, anh bỏ qua cho em lần này được không? Với lại em chốt bảo với bố mẹ em là em được nhận vào công ty SPM làm rồi. Bây giờ nếu mà anh không giúp em thì em chết mất ạ. Việc đấy là việc của cô. Công ty của tôi ấy không bao giờ chấp nhận cái loại vô đạo đức. Tuấn, tớ xin lỗi mà. Cậu được xin xỏ tôi cái gì nữa? Đúng là bố mẹ khó nhọc nuôi ta lớn, bạn bè chơi xấu dạy ta khôn. Nếu như mà hôm nay ấy, tôi không có việc đột xuất về quê thì làm sao biết được những người bạn tốt của tôi lại lợi dụng tôi thế này. Hai người mau đi đi. Anh Tuấn, đi nhanh đi. Cảm ơn cậu nhiều nhá. Không có gì đâu, tôi đã bảo rồi, không ai được bắt nạt cậu. Đi vào họp lớp đi.